của cuộc thi Cosplay 2018 của Hội Đồng Đỉnh Cao Vina Việt Nam. Cho tôi hỏi các quý vị cổ vũ ở dưới thì theo quý vị thí sinh, những thí sinh nào sẽ lọt vào trong top 5 của chúng ta? Bao nhiêu ạ? Thí sinh nào? Thí sinh số 3 bao nhiêu ạ? Tôi đã nhìn thấy BNI Capital. Các quý vị cho tôi số báo danh đi ạ. 11! Số danh bao nhiêu ạ? 11! Tôi nghe loáng thoáng tay nọ xuyên thằng tay kia là khoảng tầm 20 thí sinh được lọt vào. 11 danh sách này. Điều này không có nghĩa rằng là thí sinh nào được đọc trước phải có nghĩa là cao điểm nhất đâu ạ, mà họ chỉ là mang số báo danh nhỏ nhất từ nhỏ đến lớn. Có được không ạ? Được. Hay là quý vị thích đọc từ to đến bé? Vâng ạ, vậy thì là tôi sẽ đọc lộn xộn. Vâng. Từ nhỏ đọc lên đọc biết rồi. Tôi dùng nhỏ nhất là 11. Tại sao chị lại trao trách nhiệm nặng nề lên cho tôi? Vâng. Chọn là đi đọc đại khái một người đi. Tôi xin phép được đọc thí sinh đầu tiên ạ. Thực sự tôi cảm thấy nhiệm vụ này rất là nặng nề, tôi rất là run. Vâng ạ. Thí sinh đầu tiên lọt vào top 5. Thí sinh mang số báo danh 07 Lê Thị Thu Trang. Yeah. Win Chapter. Xin vâng chúc mừng thí sinh Lê Thị Thu Trang. Vâng ạ, đúng là Win Win Chapter có khác đi đâu thắng đó. Xin mời chị Lê Thị Thu Trang đứng lên. Và gương mặt thứ hai lọt vào top 5 của cuộc thi ngày hôm nay, thí sinh Cao Mỹ Kim đến từ Joy Chapter. Joy Chapter đâu? Vâng, xin chúc mừng thí sinh Cao Mỹ Kim. Thí sinh Cao Mỹ Kim, xin chúc mừng Joy Chapter. Thấy thí sinh đẹp quá lên là cứ né thôi. Và tiếp theo, thí sinh mang số báo danh cũng bắt đầu bằng số 1. Và thí sinh mang số báo danh 13, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Và đây là thành viên của Jupiter Chapter. Jupiter đâu ạ? Các bạn, Jupiter đứng xa kia đâu ạ? Tuyệt vời ạ. Và thí sinh tiếp theo lọt vào top 5, thí sinh mang số báo danh 20, thí sinh Nguyễn Tư Quỳnh đến từ cổ vũ của các quý vị, và bởi vì họ sẽ